chào các anh em của BN Gaming. Với việc nhiều tựa game riêng biệt như Tốc Chiến, Huyền Thoại Ruutera và Đấu Trường Công Lý Mobile được phát hành, thì Riot Games cũng muốn có một công cụ toàn diện để quản lý tất cả sản phẩm của mình. Theo đó, trong thời gian vừa qua, thì Riot đã có động thái yêu cầu cập nhật tất cả những tài khoản Liên Minh Huyền Thoại trong server do mình quản lý thành tài khoản Riot để dùng chung cho tất cả game. Còn ở những server không trực thuộc quản lý của Riot Games như server Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam do Garena phát hành, thì những game thủ tại khu vực này cần tạo một tài khoản Riot mới toanh chứ không dùng tài khoản Garena cũ được. Vì lý do này nên hôm nay mình làm video này để hướng dẫn anh em cách tạo tài khoản chuyển từ Liên Minh cũ sang Riot Game. Và việc thay đổi này thì cũng sẽ giúp cho các game thủ tiện lợi hơn trong việc trải nghiệm các tựa game của Riot trong thời gian sắp tới, ba tựa game mình nói ở trên, cũng như là cho Riot dễ dàng quản lý tài khoản hơn, đặc biệt là Tốc Chiến, một trong những tựa game mà anh em đang rất là mong đợi. Và hạn cuối mà Riot Game cho game thủ thay đổi là từ nay cho đến 22 tháng 1, và việc đăng ký của game thủ Việt cũng khó khăn hơn một chút so với các nước khu vực Bắc Mỹ. Chính vì vậy, nếu các anh em nào muốn sau này trải nghiệm các tựa game một cách dễ dàng, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, thì mình khuyên anh em nên đăng ký sớm. Các thao tác cũng khá là đơn giản nên anh em chỉ cần dành một ít thời gian bỏ ra đăng ký và chờ ngày game ra mắt là ok. Và không để cho anh em phải chờ lâu, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết đến cho anh em nhé. Đầu tiên, anh em tạo tài khoản Riot Game. Và sau đó anh em chỉ cần cập nhật tài khoản đó là chúng ta đã có một tài khoản. Và giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Anh em nào chưa có thì làm theo hướng dẫn của mình nha. Và các anh em xem từng bước và làm theo mình để không phải thắc mắc. Đầu tiên, anh em vào Chrome hoặc bất cứ trình duyệt nào trên máy tính hoặc điện thoại đều được nha anh em. Tiếp theo, vào trang web của Riot để đăng ký. Anh em nào chưa biết thì mình có để link dưới phần mô tả, anh em chỉ cần kích vào liên kết là nó sẽ đưa anh em qua trang đăng ký tài khoản Riot. Ở trang tài khoản Riot thì anh em sẽ nhập email. Đầu tiên anh em nhập email. Sau đó anh em nhập khu vực. Hiện tại thì đang là khu vực Bắc Mỹ. Vì chưa có khu vực Đông Nam Á nên anh em cứ để khu vực Bắc Mỹ như vậy. Tiếp theo anh em nhấn Start để tiếp tục. Ở trong này thì các anh em nhấn ngày tháng năm sinh của mình vào. Sau đó Next để tiếp tục. Tiếp theo anh em điền tên tài khoản của chúng ta và mật khẩu. Xác nhận lại mật khẩu và tích hai dấu bên ô dưới nha anh em. Sau đó Next và nhấn vào captcha để xác nhận không phải robot. Tiếp theo xác thực. Và mình cũng nhắc là anh em lưu ý, tên tài khoản có thể bị trùng thì chúng ta sửa lại, còn mật khẩu thì phải có số và chữ. Và mật khẩu thì ít nhất là 8 ký tự nha anh em. Lưu ý giùm mình để khỏi phải thắc mắc. Cuối cùng bấm vô nào để kết thúc. Ok. Tiếp theo anh em check mail vừa đăng ký nha. Có thể nó gửi hơi lâu thì anh em đợi một xíu. Đây là tài khoản của mình, tài khoản mà Riot đã xác nhận với mình. Và phần tiếp theo là anh em cập nhật tài khoản Riot Game. Mình có để đường link của cái trang web cập nhật này bên dưới phần mô tả, anh em có thể kích vào đó để liên kết nha. Sau khi đã nhấn vào thì anh em nó sẽ hiện ra một trang web, anh em nhấn vào mũi tên đỏ.
Tiếp theo, anh em nhập tài khoản vừa tạo hoặc là nhập tài khoản mà anh em đã có sẵn trước đó. Ở phần này thì anh em chọn đúng cái khu vực mà mình đã chọn trong cái tài khoản trước nha. Vì lúc nãy là mình chọn khu vực Nam Mỹ, nên bây giờ mình sẽ chọn lại khu vực Nam Mỹ như lúc nãy, American North. Ok, như vậy là tài khoản của anh em đã cập nhật xong. Và ở phần này thì nó yêu cầu anh em đổi thành một cái tên mới. Thì ở đây anh em đổi thành một cái tên tương tự. Và cuối cùng là chúng ta cập nhật thành công. Và sau khi đã cập nhật, anh em sẽ nhận được một cái mail gửi đến. Nó sẽ thông báo là đã cập nhật thành công. Và sau khi đã tạo được tài khoản này thì anh em giờ chỉ cần đợi đến ngày bản beta ra mắt và chúng ta chiến mà thôi. Ngoài ra thì tài khoản này anh em cũng có thể chơi được tất cả các tựa game sau này Riot sẽ ra. Trong tương lai thì Riot sẽ có rất nhiều dự án về các tựa game, nên việc tạo tài khoản này cũng rất cần thiết. Vì thế chúng ta sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ phải tạo thôi. Nên anh em nào chưa tạo thì có thể cân nhắc tạo. Và video của mình đến đây cũng kết thúc. Nếu anh em nào có góp ý hoặc thắc mắc gì thì để dưới bình luận, mình sẽ giải đáp đến cho tất cả các anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy hay và hữu ích, nhớ like và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất từ các tựa game mobile, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo.